của mình thì mình mong muốn là sẽ hướng dẫn các bạn học tiếng Trung một cách dễ dàng như là đang học tiếng Việt. Và đầu tiên thì mình cũng xin lỗi các bạn, quý vị và các bạn trước, bởi vì gần đây thì mình đã có thay đổi một số phương pháp hướng dẫn. Có thể là điều đó sẽ làm cho các bạn cảm thấy khó chịu và không quen. Thì hiện tại thì do mình cũng mới làm việc với YouTube, và mình cũng đang từ từ nghiên cứu những cách hướng dẫn hiệu quả để giúp các bạn có thể dễ dàng tiếp thu hơn. Và đồng thời nó cũng sẽ giúp hỗ trợ cho mình về mặt thời gian, mình có thể tạo ra những video chất lượng hơn. Do đó thì có thể thì mình sẽ có một số thay đổi, và mình cũng mong muốn sẽ sử dụng những hình ảnh sinh động để cho các bạn có thể dễ dàng tiếp thu hơn. Do đó thì trong những ngày hôm nay mình cũng đang dừng nghiên cứu để tạo ra những cái cách mà hiệu quả hơn. Thì cũng mong muốn các bạn, quý vị và các bạn xem và góp ý cho mình thêm. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với việc mà ôm lại ba câu của ngày hôm trước mình đã học. Hôm trước mình đã học ba câu, đó chính là lại chưa xào phan, tức là đến đây ăn cơm, ăn sáng. Mình có thể nói một cách dễ dàng là lại chưa phan cũng được. Nó không cần phải phân buổi nào hết, lại chưa phan, lại chưa xào phan đều được hết. Và câu thứ hai chúng ta học là jin tian xào phan you shi me. Đó, thì như hôm qua mình đã học là jin tian zào fan, mình có thể dùng là hoặc là jin tian wǔ fàn, jin tian wǎn fàn chī shěme. Đó, mình có thể thay thế vào cái khoảng chỉ thời gian là zào fàn, wǔ fàn, wǎn fàn đều được. Và câu cuối cùng là mình trả lời cho cái câu hỏi đó là dù nhiều nại miên bao hở suối của, dù nhiều nại miên bao hải dầu suối của, hay là hở suối của đều được hết. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với ba câu tiếp theo của ngày hôm nay, đó chính là wǒ hǎn yào hě guǒ zì, wǒ hǎn yào hě guǒ zì. Thì chữ wǒ mình cũng đã học rồi ha. Hải giao là cũng muốn, and also hải giao của chứ, có thay chữ của chứ là mớ, của chứ là juice, là nước trái cây, nước ép trái cây. Mình cùng đọc lại nha, ua ua cơ cua của của thanh thứ ba nha các bạn, ua ua cơ cua cua của chứ thì bản thân của nó là một cái âm đầy đủ nha các bạn. Zi là thanh thứ nhất, guo zi là nước ép trái cây, guo zi. Wǒ hǎn yào chī hě guǒ zì, wǒ hǎn yào hě guǒ zì. Từ hě xin lỗi nha, còn một từ từ hě nữa. Từ hě, hě là uống. Hě guǒ zì là uống nước ép trái cây. Wǒ hǎn yào hě guǒ zì là tôi còn muốn uống nước ép trái cây nữa. Và câu thứ hai là mình sẽ học là dầu nhíu này hải dầu của chứ, dễ dầu của chứ. Hôm bữa trước là mình học hải dầu, bên này là dễ dầu là còn có. Dầu nhíu này dễ dầu của chứ, dầu nhíu này là từ này mình cũng đã học rồi ha. Dầu nhíu này là có sữa tươi, dễ dầu của chứ và cũng còn có của chứ là nước ép trái cây. Dễ dấu của chứ thì mình có chữ dẻ là cũng từ này từ mới ha. Dễ dấu của chứ thêm chữ dẻ đây. Dễ dấu của chứ. Và câu thứ ba ha. Và câu thứ ba của mình là Ta yào hơ của chứ, hải yào hơ nhiều nại. Ta yào hơ của chứ, từ tha thì cái từ này cũng mới, mình chưa có ghi qua ha. Từ tha, tha giao hơ với từ giao nữa, từ giao cũng mới.
他要喝果汁。果汁。 Hãy giao hơ níu nại à, hãy giao từ hãy giao là cũng còn à, hãy giao hơ của chứ tha giao hơ của chứ hãy giao hơ níu nại à, thì chúng ta sẽ đi đến phần mà viết phiên viết viết chữ nha các bạn. Thì câu đầu tiên là mình có là 我还要喝水果 thì mình có là từ từ giao ha, mình có từ giao. Từ giao là duyên vậy nha. 1 gạch 2 gạch 3 4 5 6 7 8 9 là từ giao. Ha. Ê, 1 gạch 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là từ giao. Từ này đọc là giao. Giao là âm thứ tư nha các bạn. Giao. Giao. Của chữ. Bây giờ mình có chữ của chữ ha. Chữ của chữ. Của là trái cây. Là ý này nghĩ là trái cây. Của. Một gạch. Hai nấy thứ hai, nấy thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, tám là chữ của. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám là chữ của. Và bây giờ đến chữ chữ. Đến chữ chữ. Một, hai, ba, bốn, năm là chữ chữ. Một ha, anh thứ hai xuống luôn, thứ ba là đi gạch lên, năm sáu là của chữ, là chữ chữ. Cái gạch này thì nó không có qua bên này nhiều như thế nha, tại vì mình không có đủ chỗ cho nên viết hơi lớn một tí. Thì đây là của chữ. Của chữ là nước ép trái cây. Các bạn nhớ nha, nếu mà có bộ thủy ba gạch như vậy thì bao giờ cũng hai cái gạch này là gạch xéo như vậy, và gạch ở dưới là từ dưới gạch lên, chứ nó không phải là từ trên gạch xuống nha nha. Và câu thứ hai mình có là mình có từ dè. Từ dè ha, dè là cũng ha, dè là đầu tiên, nét đầu tiên, nét thứ nhất, nét thứ hai là từ trên xuống đó, đây nét thứ ba là mình móc lên, móc mình cong đây lên, rồi từ dè đây mình viết một lần nữa nha. Một, hai, ba là từ dè. Dè là cũng ha. Thứ ba là từ tha. Bây giờ mình đến từ từ tha. Từ tha thì nó giống giống như chữ từ dè vậy, nhưng mà nó có thêm cái bộ nhân ở đằng trước. Thì nếu có thêm bộ nhân thì mình phải viết bộ nhân trước tiên. Một, gạch thứ nhất, gạch thứ hai là bộ nhân, nét thứ ba, thứ tư, thứ năm, đó là từ tha. Đây, một, hai, ba, bốn, năm là từ tha. Sau thì là à, cũng còn có. Và hôm nay á, thì từ mới của mình cũng không có nhiều lắm. Do đó thì bây giờ mình sẽ ôn lại ba câu ngày hôm nay đã học. Là câu thứ nhất. Thứ nhất là 我还要喝果汁。我还要喝果汁. Rồi câu thứ hai là 有牛奶也有果汁. 有牛奶也有果汁. Thì ở đây mình có thể thay bằng những từ khác cũng được, như là dụ niên bao dễ dụ níu này cũng được luôn ha. Và câu thứ ba là tha giao hơ của dư hãy giao hơ níu này, tha giao hơ của dư hãy giao hơ níu này. Đó là ba câu của ngày hôm nay, và cảm ơn các bạn, quý vị và các bạn đã theo dõi.
video này. Rất mong là những chia sẻ của mình sẽ giúp đỡ được các bạn trong việc học tiếng Trung. Nếu mà cảm thấy video này hữu ích, vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ với bạn bè của mình. Cảm ơn quý vị đã đón xem video này. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào tạm biệt. Xin chào.